Trong hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ vừa qua, thì Tổng thống Donald Trump đã có một phát biểu rằng ông sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng vào tháng 8 liên quan đến thương mại Nhật-Mỹ. Và tuyên bố tháng 8 đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các tờ báo của Nhật Bản. Theo phân tích của báo Nikkei, phát biểu trong tháng 8 của Tổng thống Trump về thương mại Nhật-Mỹ có nhiều điểm chưa rõ ràng, khó phán đoán. Ông Trump muốn định hình sớm về thỏa thuận thương mại Nhật-Mỹ sau bầu cử Hạ viện Nhật Bản, có thể là vào tháng 8. Theo cách nói của Tổng thống Trump thì vào tháng 8 ông sẽ đưa ra một phát biểu chứ không phải là một kết luận. Theo đó, sau bầu cử Thượng viện Nhật Bản, có thể quan hệ thương mại Nhật-Mỹ chỉ đạt được một thỏa thuận khung. Báo Asahi trích phát biểu của giáo sư Hosokawa Masahiko, Đại học Chubu, là không thể xem phát biểu tháng 8 như một áp lực hay một mốc thời gian. Trước đó thì Tổng thống Trump đã từng muốn có một thỏa thuận tháng 5, nhưng ông đã hiểu rằng Nhật Bản không muốn có thỏa thuận trước bầu cử. Ngược lại thì Nhật Bản cũng không cần phải quá vội vàng cho một thỏa thuận. Tại cuộc báo sau hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ thì có một phóng viên đã hỏi Thủ tướng Shinzo Abe là liệu ông có thay đổi quan điểm về việc hạ thuế đối với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tối đa là ngang bằng với tiêu chuẩn của Hiệp định CPTPP hay không. Tổng thống Donald Trump cũng tham gia trả lời cho câu hỏi này và ông nhấn mạnh là Mỹ không bị ràng buộc bởi Hiệp định CPTPP. Và ngay sau đó thì dư luận Nhật Bản đã rộ lên đồn đoán là phía Mỹ muốn hạ thuế nông nghiệp đối với sản phẩm nông sản vượt quá tiêu chuẩn của CPTPP. Tuy nhiên thì quan chức của Nhật Bản đã phủ nhận điều này. Theo báo Chunichi dẫn nguồn từ hãng thông tấn Kyodo, phát biểu với báo chí ngay sau cuộc họp nội các ngày 28 tháng 5, Bộ trưởng phụ trách CPTPP Toshimitsu Motegi cho biết Tổng thống Trump phát biểu không ràng buộc với CPTPP là để giải thích việc ông rời khỏi hiệp định này. Trong tuyên bố chung Nhật-Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, thì phía Mỹ tôn trọng quan điểm của Nhật Bản và Bộ trưởng Motegi nhấn mạnh không có thay đổi trong lập trường về giảm thuế đối với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.